đồ mà ăn cá bự, đem vô lẹ bé thôi, rớt bé. Má cá ngát nó hút một cái là chết luôn á. Ok ok, mang lên. Ok. Bạn ơi, đem vô, đem vô. Ok ok, quá ngon lành luôn. Quá ngon. Hello anh em nha, bữa nay mình được nghỉ Tết mình về quê nha các bạn. Bữa nay mình gom lại anh em mình đi câu tiếp nha các bạn. Mình thử xong câu thử xong miền Tây mình cây có cá không nha các bạn. Bữa nay chủ yếu mình câu cá ngát thôi nha các bạn. Không có câu cá trê với cá tra gì hết nha, câu cá ngát thôi. Nước chảy hơi nhiều. Nước chảy nhiều mà chơi cục chì này mà nó còn trôi nữa bạn, không biết sao đây nữa nè. Dính không? Im ru hả? À, giật quá trời vậy mà không dính. Trời trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ừ, con cá gì kỳ vậy ta? Ủa, con cá gì kỳ vậy? Đừng đụng ngạnh nó nghe. Heo cái gì tôi biết được. Cái gì nó quát hả trời? Không có cạnh nào. Ờ, chắc không sao. Con cá này cá gì ta? Cá này con đạp nè. Không biết cái này cái gì luôn à nha. Ngộ vậy. Từ nào có thấy cái này đâu lên. Mày biết, đỏ đâu đỏ ai. Đồ ngộ với ta. Không biết cái gì luôn. Đâm cũng hơi nhất luôn á. Sao tháo lên lên. Lên, hỗ trợ em đi. Nè. Còn lú ngoài. Hàng chi nó nhịp nhịp hoài nãy giờ. Hàng chi nhịp nhịp nãy giờ không biết cái gì. Nghi lắm mà. Cá nhỏ quá giật cái cục chì không nổi các bạn ơi. Cục chì nặng quá. Chị bà lớn nè. Được hai con, nhỏ quá. Bự không? Chính mày. Vậy giật chị mà không dính. Cái này cái gì giăng khè các bạn? Cái này cái gì mình cũng không biết cái gì nữa các bạn. Đây nè. Nó vàng vàng gì à? Ai bình luận cho mình biết con cá này là cái gì các bạn? Đổ quá ta. Con cá này con cá út nha các bạn, còn con cá kia nó ngộ lắm bạn. Nó bỏ mình bỏ vô xô cái bắt đầu nó trắng rồi bạn. Nó không có đen.
nó không có vàng nữa không các bạn thấy không, nè bây giờ nè nó trắng này nè, sao ngộ ta, nó trắng lên nè các bạn, nó không có vàng giống như vàng khè giống như hồi nãy nữa, đã chưa thấy nó trắng lên nè, chẳng biết cái này là cái gì luôn á, cái miệng nè, ơi cái nhìn cái miệng nó ngon ngộ sao lên không giống mấy cá kia lên, ừ nhìn nó y chang cá mập vậy ha, ngộ chứ. Cá này cá có dãy nha bạn, cá đang cá đó có dãy. Nãy giờ cá rỉa nhiều lắm nha các bạn. Sao để cho giật cho nó dính luôn chứ. Cái máy đụng nó nhỏ quá, khó quay chết luôn. Hy vọng sẽ ra giờ tới chiều câu dính cá nhiều nha các bạn. Đang đút miệng nó đâu có luôn buông tay kẹp giật kịp đâu. Ok. Ừ. Tới giờ kìa, tới thầy. Cũng xém vụt cái chứ. Bây giờ hơi mạnh nữa. Vô rồi. Thôi đem ra mình quăng cần mình tiếp thôi các bạn ơi. Chỗ này rất là chặt nên rất là khó quăng cần nha các bạn. À, chỗ này nãy giờ cá ăn nhiều hơn nên dồn ba anh em đây ngồi chung câu luôn. Xài dưới lệnh. Ừ. Tới cần thâu. Trời dưỡng dưỡng gì vậy? Rác gì rồi? Vậy ba cần. Ê, gì ba cần vậy? Thôi, sao cái cần em dưỡng vô ba cần rồi. Gì á? Gì á? Gì đúng vậy? Rồi tao mà dưỡng như rác chung rồi bác có chừng dưỡng nguyên nhánh gì đó. Chỉ nghĩ cái gì tính. Để, hai thằng lại dưỡng chung rồi. Tao... Không, nếu dở lên thì dính rồi. Dính cây là chắc rồi. Ơi, cái gì vậy? Bạn gì vậy? Cái này cái gì lên? Sao câu nãy giờ tàn dính cá gì lạ lạ không vậy? Cái quỷ vậy ta? Bậy phải. Quỷ. Có bông dừa. Bậy. Có bông dừa bông gì á? Bậy. Con cá này cái gì trời? Méo hiểu luôn á. Vô gỡ thử biết là. Không. Có xương không? Cái trơn phải không? Cái trơn. Không da nhỉ giống như cá kèo vậy. Đợi cá người ta ăn. Đủ mưa câu nãy giờ lên cá gì đâu mà lên lạ không trời. Ủa sao cá nó vô đó trắng bóc vậy? Ừ con cá này vô đây trắng nhất. Ủa, rồi. Có gai mày ơi. Ừ má rít rít kỳ ta. Ơi. Tại cái mang phùng lên nó bự. Ơi trong cá dừa mày ơi. Mày có 6 cái gai đây nè. Ừ má có gai mày. Cứng không? Cứng. Ừ má cứng. Thôi cứng rồi ơi. Cả giá bắt luôn đi. Chết chóc cá này ăn mày ấy giờ mới ăn vậy đâu. Không có. Ý là ăn được thôi chứ cá nước ngọt có gì đâu ăn được. Cầm nó thiệt. Mà sao mấy cái này ngon ngọt không ta? Phan buông đi. Má không biết mấy cái này sao bắt nó đi. Đâm không quá chứ. Cùng má đứt chịch ta. Rồi. Thật kêu ịt 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 luôn. Ờ. Cá ở dừa ở đâu có kêu đâu. Còn đấy con này có sừng mà kêu gì. Má cá này ngộ ta. Có gai nè, gai hai bên mang luôn mọi ơi.
Cái này cái gì trời, méo hiểu luôn. Hả? Còn em hả? Ok, bạn ơi. Vô, đem vô. Ok, quá ngon lành luôn. Quá ngon. Cái này đâm cái là nhức nách nha. Đù. Cắt ngạnh. Ừ đúng rồi, dục vô khác á. Cái này cắt ngạnh thôi nó đâm nó nhức dữ lắm nha bạn. Cái nó đâm cái là sốt mấy ngày luôn á. Rồi cái vàng sao đứt rồi. Rồi, hồi đem vô mày mừng luôn. Mừng que đứt má rồi. Còn sống. Có gì đâu không được. Quá đã luôn. Chục con gì là ngon ha. Tính ra bữa nay anh em mình câu nói chung là cũng được các bạn ơi, không đến nỗi xui, không có con nào. Được mấy con à. Ok, ngon lành. Chỗ câu hơi nhỏ nha các bạn, nhưng mà câu cũng tương đối ổn. Cũng cá cũng có rẻ đều đều. Rồi, thời tới nơi. Bự không? Hả? Phải không? Có cá mà không biết bự nhỏ. Cứ quay lên đi. Dính không? Dính không? Dính là ok. Đù, mà ăn cá bự. Đem vô lẻ bé thôi rớt bé. Má cá ngát nó quất một cái là chết luôn á. Rồi ngon lành quá, ok luôn. Trời trời. Cá ngát nha các bạn. Rồi cá này bự hơn cá nãy nữa. Để cái câu nằm xuống. Ừ, cầm nhỏ thôi. Đây. Để vô ngay ngạnh trên á. Để tao. Buông ơi, buông. Chắc chỉ có xíu vậy. Hả? Chắc có xíu rồi, cắt vô. Má sáng mình cắt mấy ngạnh này nó đi có đập. Quá ngon luôn. Ơi, cái gì hết vậy? Rồi. À. Cho mày cắt. À, đưa kìm cắt luôn. Nhìn cá đã thì chứ anh lên. Đưa kìm cắt luôn. Đưa kìm cắt luôn. Rồi. Rồi cận anh kìm lên. Cận anh kìa. Quá ngon luôn các bạn ơi. Bỏ lưỡi luôn hả? Đó, lưỡi này nè. Tưởng bỏ lưỡi chứ. Quá đã luôn các bạn ơi. Lên cận lên thôi. Có đồ chơi nha các bạn. Dính đi. Dính không? Rồi ok, ngon lành luôn. Nặng hả? Ồ, con bự đi, dán bự đi. Công cần các bạn ơi. Dòng con bự nha. Quá chị nặng thôi, cá nặng tao cũng phải em cũng vậy đó. Rồi cá cũng nhỏ. Cá út. Ok, quá ngon lành luôn các bạn ơi. Hôm nay anh em mình câu cũng khá trúng đánh nha các bạn. Quá ngon luôn. Đây là sông ở dưới Bến Tre miền Tây mình nha các bạn, quê mình nha. Đó, vừa bọng quá trời luôn nè. Cá ăn này là cá này ăn là bao ngon luôn nha các bạn. Sông nước miền Tây là biết rồi. Quá ngon. Trời ơi trời. Hôm nay ta vô mánh rồi. Quá đã luôn. Vậy nó mới ngậm hết lưỡi, nó mới hết mồi mới dính được chứ bự quá tầm vào mới hỏng. Quá ngon luôn rồi.
quá. Trời đủ không đẩy mày. Dạ trời ơi. Cái đôi màu nó gần lên. Dạ trời. Cái xuống nước còn cắn không nội. Ừ. Dính nữa các bạn ơi. Trời ơi. Nạn dễ sợ luôn. Dính cái này cái lâu quá trời. Cái màu đó. Bây giờ câu nước nãy giờ lớn quá trời luôn các bạn ơi. Giờ anh em mình rút về thôi các bạn ơi. Câu nãy giờ nó hết ăn nữa các bạn. Đây là thành quả của anh em mình nha. Còn quá trời luôn không? Hư bộn nha các bạn. Tính ra là đúng một chục con luôn nha các bạn. Rồi bây giờ ok mình đi vô về thôi các bạn ơi. Mình câu sát nhà của thằng em luôn nha. Giờ mình đi vô thôi. Em hai câu cá đã không? Nhiều không? Hả? Nhiều không? Ôi ghê lắm. Đây cá trắng nè. Ừ bỏ lại đi. Đây là thành quả anh em mình câu nha bạn. Bây giờ mình bắt về mình nướng ha, chiên nó ăn nha bạn. Đó con đó. Đây nè con khủng của em nè. Đang con nước bún rồi con. Đó à, nó bún á. Chục con. Hai quay phim nè. Hai quay phim mấy con cá nè. Ngồi đây nè cho bắt hai quay con nè. Quay con. Ngồi đây nè. Cho ngồi xuống đi bắt cái tay quay con. Cá màu của em to lắm kìa. Ngồi ngồi coi cá kìa. Đó đó đó, dần dần dần. Dần nước rồi, không được đâu. Thôi đừng có bắt chạy đi, nhầm gì đâu. Ôi. Ông cứ cắt nó trên rồi mà sợ gì. Cá ơi quá giặt ơi, cá này để nuôi. Mấy con? Đúng, con. Đúng 10 con luôn. Vậy hả? Đây, cá này cá gì không biết luôn trời. Không biết cá này cá gì luôn á. Kêu rồi. Chiên hai nước lên. Vô đó, vô đó. Lên, bỏ cho lên lên. Cá gì ngộ ghê trời. Ai biết rộng hết trơn, cho con nó nhanh nó coi gì. Có 6, 9 cái sừng đây nè. Có này giống con ốc mít nè. Không phải.